Evan Gurlin Booth, người đàn bà lạ lùng nhất mà tôi biết, đã từ chối lời cầu thân của hàng nghìn người, từ những doanh nhân đến những bác đánh cá, từ những ông chủ điền đến những anh cầu bơ cầu bất không xu dính túi. Một ông hoàng trong một hoàng tộc lớn nhất ở châu Âu đeo đuổi bà hàng tháng, năn nỉ bà nhận lời cầu thân của ông. Và bây giờ đây, mặc dù bà gần đến cái tuổi cổ lai hy rồi, mà còn nhiều bức thư gửi tới xin cưới bà, nhiều đến nỗi cô thư ký của bà không buồn đưa bà coi nữa. Tên bà là Evan Gurlin Booth, và bà cầm đầu một đạo binh lớn nhất mà chưa hề tấn công một quân địch nào, tức đạo binh cứu khổ. Một đạo binh có 3 vạn sĩ tốt nuôi những kẻ đói ở 66 nước xa xôi và ban bố tình yêu bằng 80 ngôn ngữ. Khi tôi gặp bà Evan Gurlin Booth, tôi hơi ngạc nhiên. Tôi biết rằng bà đã già, có thể có cháu chắt được rồi. Vậy mà mớ tóc của bà chỉ có vài sợi trắng, mà cặp mắt, vẻ mặt bà linh động hăng hái làm sao. Người ta bảo rằng 40 tuổi mà còn là đương xuân ư? Nếu bạn thấy bà Evan Gurlin Booth cưỡi một con ngựa bất kham tới nỗi phải 2 người đàn ông mới ghìm nổi nó, thì bạn sẽ tin rằng 70 tuổi vẫn còn là đương xuân. Bà mua con ngựa đó rẻ mạt vì chủ ngựa không dám cưỡi nó. Tên ngựa là Tim Vàng. Và khi bà leo lên lưng con Tim Vàng la đi, thì nó nhảy, nó phóng tiến tới tiến lui, quay bên này bên kia, dậm khắp khu đất, rồi mới chịu ngoan ngoãn theo ý bà. Mỗi buổi sáng bà cưỡi nó 1 giờ, có khi một tay cầm cương, một tay cầm một bài diễn văn, bà vừa cho ngựa phi trong rừng, vừa suy nghĩ về bài đó. Mỗi buổi hè, nếu bà ở châu Mỹ, thì bà lại lại hồ Lake George để bơi lội. Và năm bà 63 tuổi, bà lội qua hồ trong 4 giờ. Bà ngủ, luôn luôn ở đầu giường, có miếng giấy cứng lót tay để viết. Và thường khi bà thức giấc, ghi ít ý nghĩ lên giấy. Một đêm bà không ngủ được, 3 giờ sáng dậy sáng tác một bài nhạc có cả lời ca. Mặc dù bà có 3 cô thư ký trong nhà, mà nhiều khi bà dậy làm việc từ 2 giờ sáng. Ngồi xe hơi từ nhà bà tới sở mất 1 giờ. Trong thời gian đó, bà đọc cho thư ký đánh máy. Bà nói rằng một kinh nghiệm kích thích nhất trong đời bà xảy ra hồi thiên hạ ùa nhau lại miền Khôn Côn đào vàng. Chắc bạn còn nhớ cuối thế kỷ trước, người ta kiếm được vàng ở Alaska và tin đó làm cho dân chúng sôi lên sùng sục. Từng bọn người vội vàng bồng bấy nhau lên phía Bắc và bà nghĩ rằng đại binh cứu khổ phải theo họ lên đó. Thế là bà dắt theo 2 cô nữ khán hộ có kinh nghiệm và 3 cô phụ nữ lên miền Yukon. Khi bà tới Skagway, trứng và bơ đắt như vàng. Nhiều người đói mà người nào cũng đeo súng 6 kè kè bên mình. Và đi đâu, bà cũng nghe tên Smith hiền. Mà y chẳng hiền chút nào cả. Y là một kẻ giết người không gớm máu ở Klondike. Y và bè đảng của y đứng đợi bọn đào vàng về và không hỏi han báo trước gì hết, bắn họ để cướp vàng. Chính phủ Hoa Kỳ gửi một bộ đội tới để giết y, nhưng y giết trọn đội và trốn thoát. Skagway là một nơi khủng khiếp. Ngày bà tới có 5 người bị giết. Đêm đó bà họp đám đông ở bờ sông Yukon, giảng đạo cho 25.000 người đàn ông cô độc và bảo họ hát những bài mà hồi nhỏ thân mẫu của họ đã hát cho họ nghe, như bài Jesus Love of My Soul, bài Near Her My Hutaji, bài Home with Home. Đêm ở miền đó lạnh cống, trong khi bà hát, một người lấy một cái mềm trắng quấn vào người bà. Đám đông vĩ đại đó hát cho tới 1 giờ khuya. Rồi Evan Gurlin Booth cùng với các cô khán hộ đi vô rừng ngủ trên đất dưới gốc thông.
họ mới bật lửa sửa soạn nấu một chút ca cao, thì thấy năm người ôm súng tiến tới. Khi họ còn cách một khoảng nói vừa đủ nghe, thì họ ngừng lại. Người cầm đầu ngả mũ chào nói, tôi là Smith Hiền đây, tôi lại cho cô hay, tôi nghe cô hát mà thích lắm. Rồi hắn nói thêm, tôi đã sai người đem lại cho cô chiếc mềm trắng khi cô hát, nếu cô muốn giữ nó thì cứ giữ lấy. Một cái mền bây giờ không đáng giá là bao, nhưng hồi đó, trong khi nhiều người chết vì lạnh và ẩm ướt, thì nó thực là một tặng vật quý báu. Bà Booth hỏi hắn rằng, bà ở Skagway có sợ tai nạn gì không? Hắn đáp, tôi còn ở đây thì cô khỏi lo, tôi sẽ che chở cho cô. Bà nói chuyện với hắn 3 giờ, bảo hắn, tôi đem lại đời sống cho người ta, mà ông lại cướp đời sống của người ta. Như vậy không nên. Ông không thắng loài người đâu, sớm muộn gì họ cũng giết ông. Bà gợi chuyện cho hắn, nói về tuổi thơ và thân mẫu hắn. Và hắn kể với bà rằng, hồi nhỏ hắn thường cùng với bà nội đi coi các cuộc hội họp ở đội binh cứu khổ. Lần nào hắn cũng hát và vỗ tay khen. Và hắn thú rằng khi sắp mất, bà nội hắn bảo hắn hát một bài mà 2 bà cháu cùng học được tại các cuộc hội họp của đội binh cứu khổ. Và hắn hát, lòng tôi bây giờ trắng hơn tuyết, vì Đức Giê-xu cùng ở với tôi tại đây. Tội của tôi biết là nhiều lắm, nay được tha hết, tôi bây giờ trong sạch. Bà bảo hắn quỳ xuống, và một thiếu nữ ở đội binh cứu khổ với một tên ăn cướp hung dữ nhất miền Bắc cùng quỳ xuống ở bên cạnh nhau, cùng cầu nguyện, cùng khóc với nhau ở trong rừng thông. Nước mắt chảy ròng ròng. Smith Hiền hứa với bà sẽ không giết người nữa và sẽ ra đầu thú. Còn bà thì hứa với hắn sẽ tận lực xin chính phủ giảm tội cho hắn. Khoảng 4 giờ sáng, hắn từ biệt bà. Tới 9 giờ, hắn cho người mang tặng bà một ổ bánh còn nóng hổi, bánh ngọt, mứt và nửa ký bơ. Những món vô giá đối với nơi đó, thời đó. Hắn đã bắn người để cướp bột và bơ. Và một người đàn bà trong bọn của hắn xin lĩnh cái hân hạnh làm bánh mứt để tặng bà. 2 ngày sau, có kẻ bắn chết Smith Hiền và Skagway dựng một đài kỷ niệm về ân nhân ấy. Evangeline Booth là một trong những người sung sướng nhất mà tôi đã gặp. Bà sung sướng vì bà sống cho người khác. Các bạn vừa nghe câu chuyện về Evangeline Booth trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.gươngdanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.